cái mẫu mà mấy cái đi cắt đi cắt chuyên nghiệp của Trung Quốc này. Cái gì thấy là nhuyễn long tâm châu này cái gì. Còn đây là cái bài vị mà thờ vị Văn Xương Đế Quân Khổng Vũ Tử quý vị. Mấy người mà học mà thi cử là đi vô chùa mà cầu xin mà thi đậu đỗ đạt là phải lại cầu xin ngài. Tức là đây là Khổng Vũ Tử à, trong dân gian người ta kêu là Khổng Tử đó, nhưng mà đây là cái vị mà thờ vị Văn Xương Đế Quân. Văn Xương Đế Quân nha quý vị. Đây chỉ là chữ văn nữa quý vị. Văn Xương Đế Quân Phần Vị. Đây là cái nói mà viết cái bài vị mà được phong tước, mà vua phong tước cho ngài quý vị. Đây quý vị thấy chuyên gia Trung Quốc đã cắt lại cái bài vị này rất đẹp. Tôi nghĩ tới vấn đề cộng đồng.